Và đó là quy trình lọc nước thông thường. Bà con thấy không ạ? Nước vẫn rất là bẩn. Nhưng khi có máy lọc nước, nó sẽ khác. Bà con có nhìn thấy phần lõi trắng bên trong cái bình này không ạ? Đây là màng lọc thẩm thấu. Máy lọc nước hiệu Con Cú của chúng em là sản phẩm hiện đại nhất trên thị trường hiện nay. Nó tạo ra áp lực đẩy các phân tử nước qua màng lọc, qua đó tiến hành quá trình lọc nước. Sản phẩm máy lọc nước Con Cú của chúng em giảm nguy cơ ung thư, thanh lọc nước, thanh lọc cuộc sống, khiến bà con nhìn đâu cũng thấy những điều tươi đẹp như tranh vẽ ạ. Cô, nãy giờ anh nói quá nói cô hiểu gì không nhỉ? Đâu hiểu gì đâu. Có cái nghe vậy nè, gì thẩm thấu rồi lọc nước, nước đục ra nước trong gì đó, hiểu vậy thôi á, nhưng mà chắc cũng tốt á. Nhân dịp khai trương hôm nay cho em giảm 10%, trả góp không đồng, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng ạ. Má anh kiếm gì kìa? Gì kiếm dạo này bất tử vậy? Giờ đang canh mua cái máy lọc nước này nè. Xong rồi lại nói má anh là chút xáo qua bệnh. Định mua đây hả? Xong ra mấy cửa trung tâm lớn kìa, người ta mua cho uy tín. Cái gì vậy? Ra ngoài đó mua mắc tiền lắm. Ở đây người ta đang giảm giá 10% nè. Thương hiệu Con Cú đàng hoàng. Ở nhà con cũng đang xài cái loại này cái gì? Vậy đi, nói chút xáo qua. Nhớ quá nha. Ừ. Coi chừng bị lừa nè. Lừa gì? Sao trời ơi. Thương hiệu đàng hoàng nè. Buồn cười dữ trời. Vinh, trời hên quá. Nãy giờ dì gọi xe ôm hoài mà không được. Con về con lấy xe con chở giùm dì cái đi đổi cái máy lọc nước đi, hư rồi. Ủa gì con thấy gì sao mới mua cái máy này luôn mà giờ đi đổi vậy? Ừ không biết sao nữa, kệ đi đổi đi, nó bảo hành tới nửa năm lận mà. Thôi đợi đi con về con lấy xe cho. Ừ, đi đi con, hên quá gọi hoài không được. Chị em hỏi cái chỗ này bữa bán mấy cái máy lọc nước á đâu hết rồi chị? À, đây đâu phải cửa hàng đâu mà tụi nó thuê để mà quảng cáo buôn bán cái gì đó mà cũng dọn rồi. Sáng giờ hỏi hơi bị nhiều rồi đó. Kỳ vậy. Thôi cảm ơn chị. Thôi về. Mà coi gọi cho chăm sóc khách hàng đi thì sao chứ qua đó nó đóng cửa có đổi được đâu. Ờ để sao gọi nó coi sao. Alo. À, phải công ty bán máy lọc nước Con Cú không hả? Ủa rồi công ty dọn đi đâu rồi? Bây giờ tôi muốn đi đổi máy lọc nước nè, tôi phải đi đâu? Cô, cái này chắc cho con xin lưu lại cái số điện thoại với địa chỉ của cô ha. Để coi chắc trong vòng vài ngày tới thì con sẽ đưa người tới giải quyết cho cô ha cô. Thôi mấy ngày là mấy ngày chứ tự nhiên nói vậy biết ngày nào. Tôi mua cái máy này mắc lắm đó. Bây giờ nhà không có nước để uống thì uống bằng cách nào đây? Cô đợi tụi con giải quyết ha. Để con thông báo cho bên kỹ thuật tới để lo cho chị Dũng này cho cô ha cô. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ. Alo. Ủa đâu mất rồi? Trời ơi con ơi. Cái kiểu này có khi nào mình bị lừa không con? Ủa mày sao mua cái máy đó nhiều vậy? 5,5 triệu. Mà nó nói là đang đợt giảm giá gì đó 10% đó, còn có 5 triệu à. Cái gì? Máy này ngoài thị trường bán là đã 5 triệu rồi, tính ra nó đâu có giảm cái gì đâu. Ủa nhưng mà bây giờ vì sao lấy cái hợp đồng ra rồi coi số điện thoại công ty nó gọi nó đi. Ừ, có. Để đi lấy. Đây nè con. Để con gọi cho. Anh, nhà em mới mua cái máy lọc nước bên anh á, chưa xài mới hơn tháng thôi rồi bây giờ có đổi được không anh? Xin lỗi quý khách, hiện tại chính sách của công ty là chỉ bảo hành có 1 tháng thôi, quá hạn thì chúng tôi không chấp nhận đổi trả. Chị anh cái lúc mua là kêu bảo hành nửa năm lận, bây giờ mới hơn tháng kêu đổi không được. Bây giờ coi giải quyết sao đi, em trả máy rồi đưa tiền lại đi chứ. Bây giờ trả lại thì cũng được ạ, nhưng mà sẽ mất 30% số tiền mình đã đóng trước anh, vì hợp đồng của mình là trả góp.
Rồi rồi rồi, vậy thôi bao nhiêu phần trăm được, bây giờ anh sắp xếp người qua thu máy lại nha. Chịu rồi. Thì từ từ nói, ai lươn lẹo gì với bà à? Bây giờ chính sách nó thay đổi, đã nói chỉ bảo hành có một tháng rồi cơ mà. Bây giờ hết hạn bảo hành, nhà bà muốn đổi thì bà phải chịu thiệt chứ. Tôi có bắt bà đổi à? Bà mà có động chân động tay là tôi báo công an đấy nhá. Mày thôi, 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 thôi. Quýnh người ta à, người ta báo công an rồi sao? Thì coi như xui đi chứ nhà con xài có sao đâu. Thôi anh coi sắp xếp đưa tiền cho bà đi nhiều cũng được chân á. Nói như cậu này còn được này. Ủa sao nói như kỳ vậy Vinh? Ok, em chuyển khoản xong rồi nhá. Có gì anh kêu người giao qua cho em nhé. Rồi, ok, cảm ơn em. Chút xíu cho mấy đứa tụi chuyển xuống cho em. Em về nhá. Rồi, ok. À, anh. À, chào em. Em hỏi cái ông mà mới vô mua đồ á, ổng là dòng họ với em, ổng dặn em là ổng mà qua đây ổng mua cái gì rồi thì xíu qua đây đừng có mua giống ổng. Anh cho em hỏi nãy ổng mua gì à? Không nhớ, kêu không kịp. À, cái thằng mới đi ra gì phải không? À, cái thằng đó đây qua anh nó mua đồ lắm, mấy cái máy lọc nước cũ rồi đó, mua về nó sửa chữa lại rồi nó bán cho lại khách hàng rồi kiếm tiền thêm mà. À, ủa vậy anh còn hàng không, lấy em coi, em mua luôn lượng luôn, em về em đưa ổng. Lấy hả? Dạ. Đợi anh xíu nha, vô lấy cho. Ai về chai phế liệu không? 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 Ê, nhòm ngó gì hả mày? Cậu, có về chai phế liệu gì bán không cậu? Về chai phế liệu thì mình nhòm ngó nhà người ta chứ à? Nhà nào thì cũng nhìn vô mà, để xem coi có ai bán rồi tôi mua thôi cậu. Đợi đi. Quang ơi, Quang. Đó là Bảo ơi. À cậu, có về chai phế liệu gì bán không cậu? Mày đưa ông này vào trong coi 3 dây đồng dây nhôm gì không? Bán cho ông đi, cho gọn nhà. Đây. Đậu đó đi rồi vô đây nè. Rồi, ngồi đây chờ xíu, tôi vô tôi lấy đồ ra bán. Dạ cậu. Coi con đàng hoàng không ăn gian nghe cha nội. Dạ, ai dám ăn gian đâu. Kênh mà bán máy lọc nước thu hút rất nhiều bà con xung quanh. Kênh còn quảng cáo máy lọc nước không những còn lọc được nước mà còn ngăn ngừa ung thư, thanh lọc cuộc sống. Hơn nữa bà con còn được mua trả góp, giảm giá 10%, bảo hành nửa năm và có thể một đổi một, làm bà con được hào hứng. Sản phẩm máy lọc nước con cú của chúng em giảm nguy cơ ung thư, thanh lọc cuộc sống, khiến bà con nhìn đâu cũng thấy những điều tươi đẹp như tranh vẽ ạ. Tôi đi qua gọi dì tôi về, thì biết dì của tôi định mua máy lọc nước. Tôi nhìn cửa hàng của Ken sơ sài, không có bảng hiệu nên tôi đã khuyên dì tôi nên ra cửa hàng uy tín mà mua để tránh bị lừa đảo. Nhưng dì tôi ham rẻ mà không nghe. Định mua đây hả? Xong gam mấy cửa trung tâm lớn kìa, người ta mua cho uy tín. Coi chừng bị lừa nè. Đúng như những lời tôi nói, máy lọc nước dùng hơn một tháng đã hỏng. Vì tôi nhờ tôi chở qua cửa hàng để đổi lại thì mới biết cửa hàng của Ken chỉ là thuê mặt bằng ngắn hạn để bán hàng. À, ở đây đâu phải cửa hàng đâu,
mà tụi nó thuê để mà quảng cáo buôn bán gì đó. Khi về tôi gọi chăm sóc khách hàng thì thái độ nhân viên ấp úng. Để tới lúc tôi tìm tới số điện thoại của công ty gặp Ken thì Ken lại nói chỉ bảo hành một tháng và đã hết hạn bảo hành. Tôi tỏ vẻ bực tức muốn thanh lý hợp đồng, nhưng Ken cho biết sẽ mất 30% tiền trả trước nên tôi đành đồng ý. Xin lỗi quý khách, hiện tại chính sách của công ty là chỉ bảo hành có một tháng thôi, quá hạn thì chúng tôi không chấp nhận đổi trả. Trước khi đổi trả, tôi đã so sánh hai máy lọc nước, một máy là của nhà tôi, một máy là của gì tôi mua từ Ken. Mặc dù bên ngoài ghi là cùng một nhãn hiệu, nhưng máy của Ken tem kiểm định đã bong chóc, các vật liệu trong máy đều đã cũ, giống như đã được sử dụng rồi. Tôi so sánh giá trị thì biết máy của Ken tuy nói giảm 10% nhưng thực ra hoàn toàn là đồng giá với máy lọc nước bán bên ngoài thị trường. Tôi nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo. Cái gì, máy này ngoài thị trường bán là đã 5 triệu rồi, tính ra nó đâu có giảm cái gì đâu. Khi Ken xuống thanh lý hợp đồng thu máy về thì Sid bị gì tôi đánh, nhưng tôi đã giả vờ cho Ken để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo của Ken. Tôi và công an theo dõi tới chỗ tiệm cầm đồ cũ, hỏi chủ tiệm thì mới biết Ken chuyên tới đây để mua các vỏ máy lọc nước cũ để về tái chế. Công an đã cải trang thành người bán ve chai nhân cơ hội đột nhập vào nhà kho của Ken và gắn camera thu lại toàn bộ hành vi lừa đảo của Ken và đồng bọn. Chơi chiêu cũ mà tao thấy hốt cũng bộn ha. Sợ, nói mày nghe này, bà con ở đây mà nghe giảm giá 10% á, bảo hành 6 tháng 1 đổi 1, trả góp không đồng mà mua mầm, sợ không có máy người bán đi chứ này. Có gì à? Đi đâu anh? Giờ muốn bán gì đâu, tới đây làm gì anh? Tôi thì tôi biết mấy cái máy lọc này nó có sạch không, chứ thấy tâm hồn mấy ông là không sạch rồi đó. Gì á? Hành vi phạm pháp các người đã bị tôi phát hiện rồi. Bây giờ mà hai người thấy chúng tôi lên phường. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Hiện nay có rất nhiều loại máy lọc nước giả kém chất lượng đang được bày bán trên thị trường. Vì vậy, khi mua nên mua những máy lọc nước ở các đại lý cửa hàng chính hãng, không mua đồ tiếp thị không rõ nguồn gốc. Các thủ đoạn tiếp thị và lừa đảo mua bán máy lọc nước cũ thường nhắm vào những đối tượng người lớn tuổi và những người thiếu hiểu biết, không ham rẻ hay khuyến mãi vô lý, và đọc kỹ hợp đồng trước khi mua bán trả góp. Nếu phát hiện đối tượng có hành vi lừa đảo bán máy lọc nước, hãy báo ngay cho cơ quan công an để tiến hành điều tra bắt giữ. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm.